Nhiều khi có mà không dám nói mẹ, sợ ngại mẹ đúng không? Mấy dụng cụ mà cô làm là dùng riêng hết cho từng khách nha. Mình dùng riêng luôn, một lần mình bỏ. Nên hai mẹ con yên tâm, chắc là mẹ xem video của cô Thủy xong rồi mẹ dắt qua đây đúng không? Dạ, mẹ xem trên Facebook. À, trên Facebook hả? Dạ. Em cũng hay đi chợ bên đó lắm á. Dạ. Đúng rồi. Năm nay lên 12 đúng không Huy? Dạ. Bị nóng trong người, ít uống nước phải không con? Con muốn hết mụn con phải uống nước lọc, con uống nước mát, chứ con uống nước ngọt là thôi sao mà con hết mụn được. Cô trị cho con hết, con về con phải thay đổi, con nên thay đổi thói quen sinh hoạt xíu. Con thích ăn đồ chiên rán đó cô, chứ không ăn đâu đấy. Ăn cũng phải nấu, cũng phải xào. Cô luộc không chịu ăn. Cơ địa của mình nó không được tốt nên mình phải cố gắng thay đổi thói quen ăn uống, thói quen sinh hoạt. Rồi muốn có chơi thể thao không? Thể lâu lâu con đi. Con chơi môn gì hả con? Con chơi đánh cầu lông. Đánh cầu lông hả? Dạ. Đã không? Đó, quá trời bự luôn nè hả giờ. Cô lấy nhẹ nhàng. Nhưng mà mấy cái nốt này á, để lâu nó bị viêm. Mấy cái nốt đến nốt viêm thì cố gắng một xíu nha. Chắc bữa giờ đi lấy cũng quen rồi đúng không? Vẫn đau. Thì đúng rồi, mặt con mụn cỡ này mà biểu. Mặt con mụn cỡ này sao mà không đau được. Quá trời nhiều, nguyên cái ổ chỗ này nè. Viêm rồi đấy. Cô đưa ra cho con nhìn. Mà mẹ cứ rủ đi hoài toán. Mẹ phải rủ chứ. Bây giờ mà chưa có nhận thức được đâu. Vâng. Nè, khạy khạy ra nè, nhóc luôn nè. Một chỗ mà đến tới 5-7 cục luôn, biểu sao? Nó viêm trong đây rồi đây, nó ung trong đây rồi đây. Nó mụn cứng nè, với lại hơi sâu. Viêm là rồi yên tâm. Rồi đổi qua chỗ này. Đau quá chị không nổi. Nói chung là viêm rồi đây. Viêm à. Đợt đó đi là mấy buổi cách đây lâu chưa hả chị? Chồng con đi lâu lâu rồi. Lấy mụn thôi đúng không? Lấy thuốc bôi, thuốc uống, thuốc lại lấy mụn.
tới xong nó cũng lên mụn mới à. Đúng rồi. Nó né mấy cục viên này ra chứ không nó bể hết. Xong rồi nó hết, nó tè quầy luôn. Đúng rồi, mẹ nó đúng chính xác. Cô nha, về con uống nước ngọt nữa nha con. Đi học cái hàng cứ uống nước ngọt nào. Chị được mấy bé hả chị Huệ? Chị được hai cháu. Chị được hai cháu hả? Em cháu à, cháu Huy là bé đầu. Đấy thì kỹ lắm. Con gái mà. Uống nước vô tội vạ chứ em kia thì bảo uống nước ngọt nóng, con không uống là uống nước lọc thôi. Không mày. Nước ngọt. Xíu gửi cho coi, xíu gửi về cho coi ha. Về qua mình ý thức được cái mặt của mình tới mức độ nào mình lo mình. Đây ông xã em. Rất là nhiều luôn. Quan trọng cái sinh hoạt của mình á, với lại biết sao mình giữ vệ sinh á, mình ra mền ra gối nè, khăn mặt mình lau nè ha, mình phải giặt khô, mình phải giặt sạch, mình phơi khô, phơi nắng á, cho nó diệt khuẩn, rồi á, rửa mặt là mình phải rửa kỹ, mình đừng rửa qua loa là không sạch. Với lại một vấn đề nữa là ăn uống, tối thì ráng cố gắng ngủ sớm. Tôi cháu ngủ sớm, 10 giờ 30 là ngủ rồi đó cô. Cái tôi uống nước ngọt nhiều, mẹ nói. Hai mẹ con bên căn cứ qua đây là quá gần, quá tiện. Có nhiều người họ dưới quê, dưới tỉnh họ còn lên mà. Trời ơi, chị đi đường, chị ba cái đường chị mua xong vào cô nói là gần lúc te. Và bạn ấy chỉ đi đâu ra chỗ chỗ gần bún bò Phương á. Mẹ con này vòng lại. Chị làm bên quân đội ha chị Huệ. Chị làm ở chỗ 1,5 năm. Dạ. Chị mà cứ nặn là bạn không cho, nặn mà đau không cho, mà đi các cô nặn kiểu gì cũng được. Mình già cứ thấy cục cổ mà đứa mẹ nặn mà không chịu. Thôi nó nhảy lên nào. Nó vậy
vậy nhưng mà nó ở dưới nó vẫn có nhân á chị ạ. Dưới nó vẫn có nhân nên nó không có để vậy mình không có lấy, nó nằm dưới á. Dạ, yeah. Sao chị? Dạ hả? Đâu mà nhiều ta? À, vậy đó hả? Ủa, vậy là chị làm cho bệnh viện hả chị Huệ? Chị làm cho bệnh viện đó. À. Làm bên phòng mổ. Vậy hả? Em có bên ai trong đấy không? Dạ không chị ạ. À.